Hoa Minh Di tức giận đến bật khóc công khai bóc mẹ Đức Phúc khiến dân tình nháo nhào. Hội bạn thân Hoa Dâm Buộc là nhóm bạn nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Ba thành viên trong nhóm bao gồm Hoa Minh Di, Eric, Đức Phúc đều nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả. Cả ba luôn hỗ trợ đối phương và quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống đời thường lẫn công việc. Mới đây trên trang cá nhân, Hoa Minh Di bất ngờ bóc mẹ Đức Phúc. Nữ ca sĩ cho biết cô vô cùng tức giận và bật khóc vì hành động của đàn em thân thiết. Cụ thể, nữ ca sĩ tâm sự, giận Đức Phúc, nó nhờ chị nó quay MV cho đã xong mình nhận lời, tự đặt lịch trang điểm, mất cả 2 tiếng đồng hồ, vẽ vẽ kẻ kẻ làm tóc để xinh đẹp lung linh, về tuổi 16, quay diễn nhập tâm xuất thần, về nhà cứ mong chờ mãi tới ngày ra MV để coi bản thân như thế nào. Xong đến hôm nay, MV đen trắng, ha ha, thật sự là chị sốc, đến mức chị bật khóc luôn em. Xong nó bảo chị đi đến làm nhân vật chị đại học đường cho em. Tới đó cái nó bắt hôn má nhân vật nam, quay đi quay lại nứt hết nền chưa xong. Giận rồi, một chuyến đi du lịch miễn phí, nếu không thì đừng mong lần sau em nhé. Ở dưới phần bình luận, Đức Phúc đã nhanh chóng thanh minh. Ha ha, cười quá trời cười. Lúc đầu không dám nói, phải thơm má nhân vật nam, sợ chị cả chửi. Lúc đến quay cảnh đó là cả ekip tìm không thấy tôi ở phim trường quay nha. Lẫn liền, quay xong cảnh đó rồi mới dám về. Cư dân mạng đều dở khóc dở cười trước màn tố cáo của Hoa Minh Di dành cho Đức Phúc. Nhiều người hài hước phán rằng bà chị đóng cho cậu em vai nào cũng xinh lung linh, cậu em đóng cho bà chị thì. Chỉ với việc xuất hiện trong MV của nhau, bộ ba Hoa Minh Di, Đức Phúc và Eric đã chứng minh được tình cảm thân thiết. Bên cạnh sự ủng hộ sự nghiệp của nhau, nhà Hoa Dâm Buộc còn thường xuyên đi du lịch chung, quan tâm đến cuộc sống của đối phương. Hoa Minh Di, Đức Phúc, Eric hiếm hoi xây dựng tình bạn đẹp trong showbiz. Chính vì vậy, người hâm mộ luôn yêu thích việc cả ba xuất hiện trong MV của nhau. Vào tối 24 tháng 9 vừa qua, Đức Phúc khiến fan đến ngồi không yên khi phát hành MV Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn. Không chỉ trở lại với dòng nhạc ballad sở trường, quán quân Giọng Hát Việt 2015 còn mang đến cho khán giả một MV có đến 80% hình ảnh là đen trắng đầy ấn tượng. Về nội dung, MV xoay quanh câu chuyện quá khứ hiện tại của ba cặp đôi, đại diện cho độ tuổi và trạng thái mối quan hệ khác nhau. Các phân cảnh về các nhân vật được phủ màu sắc tươi sáng cho đến khi mối quan hệ của họ bắt đầu có sự rạn nứt. Lúc đó, tất cả khung hình đều chuyển sang trắng đen. Nói về ý tưởng cho dự án, Đức Phúc cho biết Quá Khứ Đôi Hiện Tại Đơn là một bản ballad buồn, nên Phúc muốn mình phải có cách diễn tả sâu sắc nhất để nâng tầm cảm xúc cũng như trải nghiệm của khán giả khi đón nhận trọn vẹn thông điệp của bài hát thông qua giai điệu, ca từ lẫn hình ảnh. Quan trọng, Đức Phúc muốn MV lần này phải khác những sản phẩm đã ra mắt trước đó của mình lẫn các sản phẩm khác của Vpop. Bên cạnh đó, thông qua sản phẩm này, Đức Phúc cũng mong muốn gửi đến người nghe thông điệp trong bất kỳ mối quan hệ nào. Điều cần thiết nhất chính là sự tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Chỉ khi chúng ta tôn trọng cảm xúc của đối phương và trân trọng mối quan hệ này, tình yêu mới có thể lâu bền. Ngoài ra, đáng chú ý trong MV này là sự xuất hiện của Hoa Minh Di và Eric ở vai trò khách mời. Đặc biệt, những phân đoạn chủ nhân hít rời bỏ thân thiết và hôn má diễn viên Osix cũng khiến nhiều người xem thích thú. Hiện tại, MV đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Một số tài khoản bình luận, MV thật tuyệt vời với sự đầu tư từ âm thanh ánh sáng đến những cung bậc cảm xúc của từng nhân vật. Giọng hát, lời nhạc, MV tất cả đều chỉnh chu. MV quá nhiều cảm xúc và câu từ rất thấm. Cảm xúc từ lời bài hát, câu chuyện đến giọng hát của Đức Phúc.